Như chúng ta đã biết, cái sản phẩm Lady Care được kết hợp từ cái hợp chất Pacran có nguồn gốc từ châu Mỹ, được chiết xuất từ vỏ của cây Nam Việt Quất. Trong đó thì có chứa một cái hoạt chất gọi tắt là PAC nhóm A, có tác dụng là ngăn cản cái sự kết dính của các cái vi khuẩn gây bệnh như là E. coli, giúp cho cơ thể dễ dàng đào thải chúng qua đường nước tiểu. Ngoài ra thì luôn luôn giữ cho môi trường của âm đạo ổn định, độ pH từ 3,5 đến 4,5, ngăn ngừa các cái yếu tố không có lợi cho sức khỏe. Trong sản phẩm còn được phối hợp với một số các cái vị thảo dược mà y học cổ truyền thường nói là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, như là hoàng bá, bạch đồng nữ. Sản phẩm còn được phối hợp với một số các cái loại dược thảo có tác dụng là hành khí, hoạt huyết, điều kinh, như là ích mẫu hay là hương phụ. Trong sản phẩm còn có một số các cái loại dược thảo có tác dụng là nâng cao cái chính khí, tức là y học cổ truyền gọi là kiện tỳ để trừ thấp, như là đẳng sâm, bạch chuột, cam thảo hay bạch linh. Như vậy thì qua phân tích thành phần, chúng tôi thấy là cái sản phẩm này rất là phù hợp đối với các cái chứng như là rối loạn kinh nguyệt, thống kinh, hỗ trợ để giảm các cái chứng khí hư, bạch đới, viêm nhiễm phần phụ. Sản phẩm rất phù hợp cho chị em phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, trong quan hệ vợ chồng và cái thiên chức làm mẹ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.